Rồi Dạ. chúng ta đi vào phần thứ nhất ha, là cái phần định nghĩa. Mình có một số định nghĩa thôi, các em cần phải hiểu rõ. Thứ nhất là vi xử lý. Thế nào là một con vi xử lý? Thì vi xử lý, nếu mà mình xem xét định nghĩa thì rất đơn giản. Đó là một mạch điện tử. Nó là một mạch điện tử nhưng nó thực hiện được là một mạch điện tử mà có thể thực hiện được các lệnh của một chương trình. Có thể thực hiện từng lệnh, từng lệnh, từng lệnh của một chương trình. Vì vậy nếu mà một mạch điện tử nào đó mà thực hiện được các lệnh của một chương trình, tức là chúng ta lập trình được cho nó, thì nó gọi là một vi xử lý. Thì đây là cấu trúc bên trong của một cái con vi xử lý. Bên trong nó cái phần quan trọng nhất đó là bộ AND và UND, bộ làm toán và luận lý. Đây là có thể nói là cái một phần quan trọng nhất của bất kỳ một cái con xử lý nào. Cái con vi xử lý á, mình gọi là CPU, viết tắt từ cái chữ Central Processing Unit, tức là một đơn vị xử lý trung tâm, chúng ta hay gọi là CPU á. Thì trong CPU cái bộ phận quan trọng nhất là ALU, tức là bộ làm toán và luận lý. Thì cái bộ làm toán này nó có hai ngõ vào, hai cái ngõ vào ha. Thì nó có thể thực hiện các phép toán, thí dụ phép cộng nè, có thể cộng hai cái con số ở hai ngõ vào này để đưa ra dữ liệu ngõ ra, có thể thực hiện phép toán trừ nè, rồi có thể thực hiện phép toán nhân nè, rồi có thể thực hiện phép toán chia nè, nhân dân. Đó là những cái phép toán số học. Rồi những phép toán luận lý, ví dụ như nó có thể thực hiện phép toán AND nè, AND hai cái con số ở hai ngõ vào này, hoặc là thực hiện phép toán OR nè, hoặc là thực hiện phép toán XOR nè, hoặc là thực hiện phép toán đảo NOT, ví dụ như thế. Một số cái phép toán về số học và một số phép toán về luận lý là cái bộ này nó có thể làm được. Nhiệm vụ của nó chỉ làm những phép toán này thôi. Tuy nhiên nếu chỉ có cái bộ phận này thôi thì một cái con vi xử lý nó sẽ không làm được gì cả, mà nó cần phải có những bộ phận khác để hỗ trợ. Cái bộ phận khác quan trọng đó chính là cái bộ phận điều khiển logic. Bộ phận điều khiển này nè, nó sẽ điều khiển tất cả các hoạt động của tất cả bộ phận bên trong của một cái con vi xử lý hay con CPU. Nó sẽ thực hiện bằng cách nào? Nó sẽ điều khiển ha, để nó đi ra bên ngoài. Bên ngoài nó có bộ nhớ ROM hoặc là RAM để chứa chương trình và dữ liệu. Thì nó sẽ đi ra ngoài đây, ví dụ như lấy một cái lệnh vào. Lấy lệnh vào thì nó sẽ cất vào trong cái thanh ghi, nó gọi là thanh ghi lệnh. Để nó cất cái thanh ghi, thí dụ thanh ghi này là thanh ghi là thí dụ như tôi ghi là load đi. Load 11. Tức là nạp cái giá trị ở địa chỉ 11. Thì cái mã của cái lệnh này nè, nó sẽ đi vào trong cái thanh ghi này. Rồi dưới này nó có cái bộ phận giải mã lệnh. Bộ phận giải mã này nó giải mã cái lệnh đó ra để nó hiểu ở đây là lệnh load, tức là cái lệnh nạp cái dữ liệu 11. Như thế thì nó sẽ xuất cái tín hiệu điều khiển để đi ra cái vị trí, thí dụ vị trí 11, để nó lấy cái dữ liệu, thí dụ dữ liệu này là 30, để nó lấy cái dữ liệu này nó đưa vào, thí dụ như đưa vào đây làm cái dữ liệu thứ nhất, ngõ vào thứ nhất của bộ AND là U. Rồi sau đó nó sẽ đi ra ngoài nó lấy tiếp lệnh thứ hai, thí dụ lệnh thứ hai là lệnh cộng ADD, ví dụ cộng 12, ví dụ như thế này. Thì như nó lấy cái lệnh này nó đưa vô cái thanh ghi giải mã, nó giải mã ra nó hiểu đây là lệnh gì. Như thế thì nó sẽ điều khiển các bộ phận bên trong này, nó đi ra cái ô nhớ 12, ví dụ ô nhớ 12 đây, ví dụ đây là 50, thì nó sẽ lấy cái số này đưa vào trong đây. Như bên đây là 30, bên đây là 40, bên đây là 50. Rồi sau đó nó thực hiện cái lệnh cộng này, là nó cộng hai số này lại với nhau, ở đây ra là 80, và nó cất vào trong những cái thanh ghi trên này, ví dụ cất vào thanh ghi này. Thì cái bộ điều khiển nó cứ làm việc tuần tự như thế, nó cứ điều khiển đi ra ngoài lấy lệnh hoặc là lấy dữ liệu đưa vào, rồi giải mã cái lệnh đó ra, cất dữ liệu, rồi sau đó thực hiện các phép toán tương tự vậy, các phép toán mà cái lệnh này nó quy định, rồi sau đó nó cất dữ liệu đâu đó, như tất cả mọi thứ là nó hoạt động nhịp nhàng. Nó hoạt động nhịp nhàng để cuối cùng toàn bộ chương trình của mình ở trong ROM hoặc là RAM được thực hiện. Thì đó là cái hoạt động của một cái con vi xử lý hoặc là một con CPU. Rồi, bây giờ vấn đề là mình cần thiết kế hệ thống nhúng. Như thế thì mình dùng vi xử lý để mình thiết kế hệ thống nhúng được hay không? Theo các em thì được hay không các em? Rõ ràng là vi xử lý hoặc là CPU nó có thể sử dụng để mà nó thực hiện chương trình. Thì như thế thì mình có thể dùng cái con vi xử lý hoặc là con CPU
để mà mình thiết kế hệ thống điều khiển hoặc hệ thống nhúng của mình không? Được không ạ? À? Dạ, theo em là được. Được, ok. Chắc chắn là được, nhưng nó sẽ có vấn đề gì? Thì chúng ta xem ha, cái con CPU như thế này nè, một mình nó không làm được gì cả, mà nó phải có thêm cái bộ nhớ. Nó có thêm bộ nhớ để mình lập trình, mình nạp vào bộ nhớ này. Có bộ nhớ thì nó phải có mạch giải mã bộ nhớ. Rồi muốn điều khiển nó ra, thì nó phải có những cái IO. Ở đây nó chưa có IO nè, tức là cái bộ xuất nhập á, nó chưa có IO. Như vậy mình phải thiết kế thêm cái bộ phận IO, ví dụ như IO ở đây mình thiết kế thêm cái IO đấy. Rồi có IO thì phải thêm mạch giải mã IO. Như thế thì nếu mình dùng vi xử lý hoặc là một cái con CPU để mình thiết kế hệ thống nhúng, thì mình phải thiết kế thêm bộ nhớ nè, mình phải thiết kế thêm mạch giải mã bộ nhớ nè, thiết kế thêm IO nè, thiết kế thêm mạch giải mã IO nè. Đó là những cái cơ bản. Rồi ngoài ra nếu mà mình cần những thiết bị ngoại vi khác, ví dụ như ADC, thì thấy mình phải thiết kế thêm cái bộ phận ADC. Vì rõ ràng nếu mà mình dùng vi xử lý để mà mình thiết kế cái hệ thống điều khiển á, thì mình làm được đó, nhưng mà mình mất rất nhiều thời gian để mình làm, thành ra cách này là không tốt lắm. Chúng ta xem xét coi nó còn những cái giải pháp nào khác không, thì chúng ta xem qua cái phần thứ hai, cái định nghĩa thứ hai, đó là vi điều khiển, microcontroller. Thì vi điều khiển là gì? Đó là một cái linh kiện điện tử mà nó đã tích hợp bên trong, nó có CPU, có ROM luôn, có RAM luôn, và có những thiết bị ngoại vi cần thiết khác. Tất cả mọi thứ nó tích hợp đầy đủ bên trong một cái con vi điều khiển, và nó đóng gói trong một cái định dạng như thế này, nó đóng gói trong một cái hình dạng như thế này, và cái con này mình gọi là cái con vi điều khiển hoặc là con MCU, viết tắt từ chữ Microcontroller Unit, tức là một đơn vị vi điều khiển. Như thế thì rõ ràng so sánh giữa vi điều khiển và vi xử lý, thì mình dùng cái con nào để mình thiết kế hệ thống điều khiển hoặc hệ thống nhúng thì nó dễ dàng hơn cho mình các em. Giữa CPU ha, Điều kiện này giữa CPU và MCU thì mình dùng con nào đơn giản hơn? MCU thôi. MCU sẽ đơn giản hơn, tại vì nó có sẵn ROM RAM, có những thiết bị ngoại vi hết, hầu như mình không có thiết kế gì cả, mình chỉ mua cái con này về rồi mình lập trình thôi, nó sẽ đơn giản hơn cho cái nhiệm vụ của mình. Rồi cái khái niệm thứ ba đó là hệ thống nhúng. Hệ thống nhúng là gì? Nó là mình phải mua cái con MCU về, mình lập trình vô để làm thành cái hệ thống nhúng. Như vậy hệ thống nhúng đó là gì? Thì người ta định nghĩa đó là một cái hệ thống nhúng, đó là một hệ thống máy tính, nhưng mà nó khác cái máy tính bình thường của mình. Đó là hệ thống này nó được thiết kế cho một ứng dụng thôi, hoặc là một vài ứng dụng có liên quan nhau thôi. Nó là máy tính đó, nhưng mà máy tính này là máy tính chuyên dụng, nó chỉ chạy một ứng dụng duy nhất thôi hoặc một vài ứng dụng thôi. Mình thiết kế riêng một cái ứng dụng, mình viết chương trình để cho cái hệ thống này nó chạy đáp ứng một cái nhiệm vụ thôi, chứ nó không có thực hiện nhiều cái công việc đa năng giống như là cái máy tính của mình. Về khái niệm, nó là một hệ thống máy tính. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là bên trong nó sẽ bao gồm những cái gì? Dạ, có bao gồm ROM, RAM, ROM, RAM, thiết bị ngoại vi, thiết bị ngoại vi, hệ thống vi xử lý. vi xử lý. Ok, coi như là một máy tính nó có gì thì một hệ thống nhúng nó sẽ có mấy cái đó hết, nó có hết. Tuy nhiên còn một cái nữa, đó là phần mềm. Nó phải có phần mềm, tức là nó đã nhúng ở trong đó rồi, cái phần mềm nó nhúng bên trong cái hệ thống luôn. Nó phải có phần mềm, và phần mềm này được thiết kế để điều khiển đúng cái chức năng, đúng cái nhiệm vụ mà mình giao cho nó. Ví dụ như mình thiết kế hệ thống để điều khiển cái tay robot, thì nó chỉ làm việc đúng cái việc là điều khiển cái tay robot thôi, không làm việc khác. Hoặc là mình thiết kế một hệ thống để thiết lập cái wifi, để làm cái bộ phát wifi, cái access point gì đó vân vân, thì nó chỉ làm đúng nhiệm vụ đó thôi. Như thế thì mình thấy rằng một cái hệ thống nhúng là nó là như vậy. Tức là thực ra là mình lấy cái con vi điều khiển, mình viết chương trình, mình nạp vô bên trong nó, thì nó trở thành một cái hệ thống nhúng, đơn giản như thôi. Và một cái máy tính có gì thì một cái hệ thống nhúng nó sẽ có những cái đấy.